Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 cũng là tập cuối của bộ truyện Mái tóc bị nguyền rủa của tác giả Luna Nguyễn trên kênh hẻm truyện ma trong khung giờ buổi trưa. Bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. đám tang của tú vần diễn ra nhanh gọn do thầy tào văn công đã đi khỏi bàn chưa về cho nên người ta đành nhờ vị thầy mo là ông nông văn nho sau khi làm mọi lễ cúng ma xong gã nhỏ mới thở dài nói thôi cô ấy vắn số không ở được với ông lâu ông bà cũng đừng buồn kẻo cô ấy lại nặng lòng không đi đầu thai được theo tôi thấy mái tóc này chính là nguồn cơn mọi việc nên chôn theo quan tài cô ấy để tránh hậu họa về sau. Vì không có ai phản đối gì nên mái tóc cũng được bỏ vào trong quan tài của Tú Vân rồi mang ra dãy núi sau bản mà chôn. Đêm hôm ấy sau đám tàng của con gái, bà Thủy vẫn còn đau lòng nên không ngủ được sâu giấc. Trong cơn mơ màng bà thấy như có gì đó cọ vào mặt của mình giam giáp. Đưa tay lên toan đầy ra, thì cái vật kia càng cọ vào bà mạnh hơn, có chịu bà Thủy mở chừng mắt Thì thấy nguyên một con quỷ toàn thân đỏ bầm đang trôi nổi bên trên Trên tay của nó dính mái tóc Mái tóc đã hại chết con gái của bà Và đã được ông mo nho cho vào trong áo quan chôn cùng cái xác chết của con bé Sao bây giờ nó lại ở đây Bất chợn con quỷ đỏ kia há hốc mồm Cười lên khủng khủng rồi lao xuống phủ luôn mái tóc quỷ lên đầu lên mặt của bà Thủy Đôi chân của bà chỉ dẫy lên được vài cái rồi từ từ rụi lơ. Bên ngoài cửa sổ từng chàng tính quả lại cất lên vô cùng thê lương. Sáng hôm sau khi mà ông già làng nông văn rền trở dậy thì mới tá hỏa nhận ra bà Bích Thủy và ông đã đoạn khí từ lâu. Từ chàng giống hệt cô con gái với mái tóc quỷ đen dày dậm che kín cả đầu và mặt. Thân thể khô đét như bị hút cạn máu thịt và đôi mắt đã bị khuét mất chồng. Chỉ trong vòng có mấy ngày cả vợ và con gái đều ra đi trong đau đớn Khiến một ông lão dặn dày sưng gió Tưởng chừng không có gì có thể làm cho ông gục ngã Đêm đêm dưới ánh sáng đỏ quạch của ngọn đèn lửa bấp bùng trong lò lửa Ông dền ngồi bó gối như một pho tượng bên cạnh bàn thờ nghi ngút khói hương của vợ con Mặn cho mấy đứa cháu rụng rã để nghỉ Ông chỉ thở dài rồi nói Ta không còn nhiều thời gian nữa nên gắng thức kẻo mấy hôm nữa tử thần đến đón đi rồi muốn thức mà ngắm lửa trong lò cũng không được hơn nữa nếu tao đi ngủ có lẽ mẹ con bà ấy sẽ cô đơn thế vậy mọi người chỉ lặng lẽ thở dài ba hôm sau thằng nông tú huỳnh con trai ông bà đang học trên tỉnh cũng được đón về vừa kịp lúc ông dền làm lễ mở cửa mà cho mẹ con của bà thủy do thầy tào nông văn công vẫn chưa về lại làng cho nên ông dền và cả bàn đành phải nhờ cậy Thể mo nho làm lễ giúp. Ngay khi mà nghi lễ đang diễn ra thì ông rèn bỗng thấy bụng của mình đau như có hàng ngàn con côn trùng cắn nuốt bên trong. Ông đau đớn cúi gặp mình xuống bên ngôi mả của vợ con mà nôn ra một búng máu đen với rất nhiều con côn trùng đang bỏ lộn nhổn bên trong. Bầu trời đang yên đang lành bỗng nhiên nổi lên từng hồi sấm như là muốn xé toạc cả bầu trời rồi bỗng từ trên tinh không một tia lôi điện đánh xuống dữ dội ngay trên đỉnh cột ngọn núi bên cạnh khiến cho cả vật rừng bốc cháy đùng đùng lộ ra một cửa hang sâu thẳm thẳm lão mò nồng vật nhỏ lúc này mặt mày tái xanh tái xám liếc nhìn đám cháy thở dài lầm bẩm trời hại ta rồi chỉ còn mấy ngày nữa thôi là thiên linh cái của ta luyện xong thiên lôi đánh xuống sớm quá thế này e là không có ổn rồi rồi ông ta đưa mắt liếc nhìn mấy đám mây đen đang lững lờ trôi từ phía xa rồi nhắm mắt lầm mầm niệm chú bỗng đám mây đen kia cứ như có bàn tay khổng lồ dồn lại thành một đoàn rồi như thác nước trắng xóa từ trên trời ào ào chút xuống lúc này lão mới nhếch mép lên rồi thản nhiên nói thôi lễ bò mà đã hoàn tất ta đã gọi sơn thần về đón nhận và đưa hai vong linh xấu số lên con thuyền về cõi u minh rồi già làng yên tâm nhé. Đêm nay ta có chút việc bận. Cơn mưa bất ngờ này là điềm báo không tốt. Ta cần đi nhà để cầu nguyện. Ngày mai ta sẽ qua xem bệnh cho già làng sau. Thôi, ta đi có việc trước. Mọi người thông thả về. Vừa nói tay của lão vừa thon thoát thu giòn đồ nghề vào trong chiếc tay này bằng vài chám đen treo lên vài rồi chẳng bao lâu mà bóng dáng của lão đã mất hút vào trong màn mưa dày đặc. Đêm hôm ấy già làng lại thích bụng của mình quặn thắt, đau như cắt ruột rát can. Lão liên tiếp ho sòng sọc, rồi nôn ra một búi máu đen với rất nhiều côn trùng bò đồn nhồn bên trong. Thằng Huỳnh sốt ruột vô cùng nhưng cũng không biết làm như thế nào. Chị thắp nhang cho ông bà mẹ và em gái cầu họ về phù hộ cho thầy của mình, cầm cự qua được đêm nay, để ngày mai lão thầy Mo sẽ đến cứu. Bóng đêm càng lúc càng dày đặc, không gian trở nên âm trầm sâu thăm thẳm chỉ đôi khi một vài tiếng quạ ưu phiền vang lên và tiếng chó sủa vu vơ từ một ngôi nhà nào đó trong xóm vọng về huỳnh đi tới đi lôi bên bếp lửa mắt đầm đầm nhìn vào người cha già đang run rẩy trên giường Đến lúc cả cơ thể gầy guộc của ông lại run lên trong những cơn hò rồi ông lại công mình phun ra một bãi máu đen lòng dối như tơ vò huỳnh lại đi tới đi lôi bỗng anh nghe của tiếng khóc như xa như gần để non vọng tới theo tiếng gió rít gào trên ngọn cây bên hiên nhà tiếng khóc nỉ non kia đã sát ngay bên cửa có hoàng sợ huỳnh run rẩy nói vọng ra ai đó sao đêm hôm không ngủ lại tới nhà tao khóc lóc là sao tiếng khóc càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn rồi đột nhiên tiếng bản lề vang lên từng chẳng cọt kẹt vô cùng ghê sợ rồi từ từ mở ra từ bên ngoài có hai cái bóng lướt vào sau mấy giây bằng hoàng huynh mới nhận ra đó chẳng phải là mẹ cậu và con bé tú vân hai cái bóng kia lướt tới mỗi lúc một gần tiếng khóc càng trở nên tê tâm liệt phế hơn huỳnh ơi mẹ cô đơn lắm đến với mẹ đi đến với mẹ đi con bên kia con bé tú vân cũng khóc nức lên anh ơi em cô đơn quá đến với em đi đến với em đi anh ơi rồi từ đôi mắt của cả hai bắn ra mấy tia lửa đỏ tươi như là máu về phía của Huỳnh. Cơ thể của cậu khẽ giật lên vài cái, rồi cứ như một con rối gỗ từ từ tiến về phía vong linh của mẹ và em gái. Lúc này vong của Tú vần kẽ nhếch lên một nụ cười độc ác quỷ dị. Mái tóc dài của cô ta từ từ vươn ra như những con độc xà vươn tới gần cổ của Huỳnh. Trong sát nạ ấy một chàng kinh văn đột nhiên vang lên một lá bùa ngũ sắc từ bên ngoài bay thẳng vào thêm lên mái tóc quỷ rồi bốc cháy đùng đùng lúc này huỳnh mới thấy cả cơ thể của mình thanh tỉnh lại cậu dần mình tỉnh lại thì đâu thấy mẹ và em gái đâu mà chỉ là một con nữ quỷ toàn thân đỏ tươi như máu mái tóc đen dài của nó đang bị lửa đốt cháy vừng vừng nó đang vừa giết gào vừa ra sức thổi những luồng gió xanh nhạt mà dập tắt ngọn lửa phép ấy Mấy phút sau nó dít lên rồi hóa thành một làn gió Bày vút ra khỏi cửa sau khi dít lên Thằng thầy, thầy Tào bốn bốn kếp, kếp, tao cuốn kiếp tao sẽ trả thù Sẽ trả thù Trong lúc Tú Huỳnh còn đang ngẩn ra Thì từ dưới gầm sàn có tiếng bước chân gấp gáp Rồi cánh cửa phim thiết bị đẩy tung Và hai bóng người trong bộ quần áo đen nhốm bụi lần lượt bước ra sững giờ vài giây Huỳnh mới kêu lên Ôi dồi ôi thì ra là thầy tao Thầy ơi cả nhà con Cả nhà con Tao biết rồi Ông thầy tào kim thầy mo nông văn công thở dài Đưa tay ngăn lại rồi nói tiếp Để tao xem tình trạng thầy mày rồi nói sau Nghe tiếng người nói Ông già làng mới cố gắng ngoi từ những cơn đau đớn Và cơn ác mộng chiến miên mà hé mắt nhìn Thấy là thầy trò thầy tào đã đến Ông bừng rỡ muốn nói gì đó Tuy nhiên cơn đau lại kéo đến khiến cho ông chỉ kịp há mồm phun ra một đống máu. Nôn xong thì ông ta mệt mỏi nằm xuống giường, đưa đôi mắt đục ngầu mà đau đáu nhìn thầy Tào. Thế vậy ông khẽ gật đầu rồi nói, Tào đã về rồi, xà làng không còn gì phải lo lắng nữa, chờ chút Tào xem như thế nào. Giờ ông rút từ trong túi ra một chiếc lá bùa màu vàng khát niệm chú, rồi vứt luôn vào chiếc thùng bằng đồng đỏ, nơi ông già làng vừa mới nôn vào từng chàng tiếng rìn rít bén nhọn như là tiếng móng tay cào vào sắt vang lên, rồi ngọn lửa bùng lên thiêu rồi bãi nôn. Mấy đốm gói mày xanh nhạt bốc lên, nhưng thầy công đã nhanh tay rút ra một lá bùa, thu hết vào trong nước trước khi nó kịp bay ra ngoài cửa chạy trốn. Ông thầy công khẽ liếc nhìn lá bùa vàng từ từ chuyển màu rồi thở dài nói nhỏ: xin lỗi ông bạn, tao về quá trễ rồi, tao xin lỗi. Không sao, tao hiểu mà. Già làng có nhọc nói Chỉ xin thầy Tào xin thầy hãy cứu đứa con trai duy nhất còn lại của tao Là tao đã mừng rồi xin lão Ông thầy công không nói gì chỉ đi tới Vén vành mắt của Huỳnh lên Rồi bất ngờ vỗ mạnh lên thắt lưng của cậu Huỳnh rút lên một tiếng đau đớn Rồi há mồm phun ra một bãi máu đen Với rất nhiều sợi tóc rối bên trong Lúc này khuôn mặt của cậu mới có thêm mấy phần huyết sắc và mấy sợi đen dưới vành mắt của cậu cũng đã nhạt dần thầy cầm ra nghèo cho đệ tử là anh đềm đưa tới một chiếc bình ngọc màu xanh nước biển dốc tay ra mấy viên ông đưa cho huỳnh hai viên rồi nói bây giờ mày hãy uống hai viên thuốc phép này vào thì mọi việc sẽ ổn còn viên này ông bước tới đưa viên thảo dược cho già làng rồi nói tiếp ông uống đi nó giúp ông ra đi ít đau đớn và tôi có thể giúp ông bảo quản linh hồn không bị kẻ xấu lợi dụng. gia dạ làng ngước đôi mắt mệt mỏi nhìn ông công đoạn thở dài. Còn bé hiểu nó đã mất tích rồi, tao cho người đi kiếm nó khắp nơi mà không thấy. Nghe nói đến đứa con gái duy nhất của mình, đôi mắt của ông công chợt hẳn lên một tia đau đớn. Hai hàng nước mắt mặn chát cứ như vậy vô thức trào ra. Có lẽ chỉ có người nào đang ở tận cùng của nỗi đau mới vô thức mà rơi nước mắt như vậy. Mấy phút sau thì ông lặng lẽ lau đi mấy giọt lệ vương trên gò má đen giảm của mình mà khẽ thì thầm đứt quãng. Con bé nó chết rồi, bị người ta hại chết rồi. Cây gì? Già dạ làng nghe vậy muốn nhảy dựng lên nhưng lại vô lực ngã xuống giường. Cả hai ông nhìn nhau vô cùng thấu hiểu nỗi đau thấu tận tâm can của nhau nên đều im lặng không nói gì nữa. Lúc này từng tiếng quả bên ngoài ngôi làng lại rút lên từng hồi đầy ghê sợ. Ông thầy Tào mới đứng dậy nói nhỏ. Có lẽ đã đến giờ thầy trò tao phải đi diệt trừ kẻ ác để bảo vệ dân làng rồi. Rất tiếc là không thể tiễn mày đi nốt đoạn đường cuối cùng được. Mày ra đi thanh thản nhé, tao phải đi rồi đây. Sà nàng vẫn nằm yên trên giường đưa đôi mắt mở đục nhìn bóng lưng của thầy trò ông công bước ra khỏi cửa rồi khuất dần mà nước mắt cứ như vậy vô thức trào ra. Ông cổ tóc trắng kể đến đây thì im lặng. Từ hai bên gò má nhăn nheo chảy xệ của ông hai dòng lệ nóng đã trào ra từ lúc nào. Cả mấy người đang ngồi quanh đống lửa đều im lặng theo đuổi dòng suy nghĩ của riêng mình. Tầm 15 phút sau thì Tùng dè dặt hỏi Mọi chuyện sau đó thì sao hả ông? Ông già không vội trả lời mà phóng tầm mắt nhìn vào vùng ánh sáng rất nhợt nhạt bên ngoài ô cửa sổ. Vậy là một ngày một đêm đã lặng lẽ trôi qua. Khẽ thở dài ông nói tiếp. Sau khi hai thầy trò ta băng qua mấy ngọn đồi thấp rồi trèo lên một ngọn núi gần bãi mà thì thấy một miệng hang tối đen như mõm còn quái thú từ từ hiện ra. Thầy tao lúc này mới đứng lại đưa mắt nhìn miệng hang âm u từ khí trùng trùng kia mà thở dài chuyến đi này ta e là phải thế cái mạng già này vào đó thì may ra mới phong ấn được kẻ thù ác con không nên vào hang sau khi ta chết sẽ dùng chính linh hồn của mình giam giữ con quỷ đội đốt người bên trong sau này con hãy chăm lo chỉ luyện phép giúp ta canh giữ hang đồng thời ngày ngày niệm chú gia tăng phong ấn không cho con ác quỷ thoát ra ngại người nghe chưa thầy ơi không đâu con xin đi với thầy Thầy cho ta trước giờ sống chết có nhau Sao này thầy lại vứt bỏ con lại một mình là sao Không được nói linh tinh Con còn có trách nhiệm nặng nề hơn cần phải hoàn thành Còn nữa hãy đưa sợi di chuyển này cho cậu thanh niên con trai của già làng Bảo cậu ta xong tăng lễ của cha Ngày mai sẽ đeo sợi dây này lên cổ Rồi đi khỏi buôn làng càng xa càng tốt Và đừng bao giờ trở lại ngôi làng này nữa nghe chưa Không không con phải đi với thầy con phải đi với thầy Thế được rồi ông thầy công khét thở dài thả bịch chiếc tay này nặng nề xuống vai thả bịch chiếc tay này nặng nề trên vai xuống đất rồi nói tiếp nếu con kiên quyết muốn đi thì thầy chiều chỉ là con phải mang hết tay này của cả hai thầy trò có đồng ý không con đồng ý con đồng ý cậu học trò nông văn đềm hét lên vì sung sướng tuy nhiên khi cậu ta đang cúi mình nhặt tay này lên vai thì một vật cứng đã đánh mạnh vào gáy khiến cho cậu ta chỉ kịp ở đến mấy tiếng rồi ngất lịm đi không còn biết trời chăng là gì đến nửa đêm khi mà cậu tỉnh lại thì nghe thấy rất nhiều tiếng động mạnh mẽ rồi bao nhiêu ánh sáng hồng cam tím từ bên trong hang bắn ra sau giây phút bàng hoàng cậu mới hiểu được cuộc chiến của thầy mình và gã mo ác kia đang vô cùng khốc liệt trong lòng hang sâu xốc lại tay này cậu hâm mở tiến sát miệng hang hòng xông vào thì từ bên trong một tiếng nổ lớn muốn dung chuyển cả trái đất rồi miệng chiếc hang kia từ từ khép lại trở nên vẳng lì như chưa hề có chiếc hang nào xuất hiện ở hẻm núi đó vậy nghe lời căn dặn của sư phụ cậu thanh niên điểm kia liền móc trong tay này ra lá bùa ngũ sắc do sư tổ để lại dùng tay đào một chiếc hố sâu ở nơi vốn dĩ là cửa hang khi chiếc trồn lá bùa xuống phòng ấn lại rồi lặng lẽ rời đi. Đúng như ông thầy Tào nói, buổi sáng hôm sau ông già làng đã chút hơi thở cuối cùng. Kế thừa y bát của sư phụ, cậu bé nông văn đềm trở thành thầy Tào, lo tàng lễ cho già làng. Sau đó cậu đưa lại sự di chuyển cho người con trai duy nhất của già làng. Dặn cậu ta rời khỏi hẳn làng vĩnh viễn, còn bản thân của mình thì trở lại hẻm núi kia dựng một ngôi nhà gỗ ngày ngày tu luyện và niệm chú gia tăng công lực cho lá bùa phong ấn. Ông già kia một lần nữa im lặng mấy giây rồi lại khẽ thở dài nói tiếp. Mới đó mà đã hơn 100 năm trôi qua, ta chính là người học trò nông văn đềm đó đây. Ngay đến đây cả Tùng và Hải Anh cùng bật dậy nhìn chăm chú vào người đàn ông tóc bạc nọ mà sừng sốt không nói thành lời. Ông ta mỉm cười nói nhỏ. Bao năm nay ta sống bên cạnh triệt đối đó, mong tìm được một người đủ tài và đức để giúp ta thu phục con ác quỷ đó, trả lại cuộc sống bình yên cho dân làng. Tuy nhiên ta không ngờ lá bùa phong ấn của sư phụ đã bị bụi thời gian bào mòn tạo ra một khe hở nhỏ khiến cho ác quỷ thoát ra một tia hồn phách mà hoành hành làm lương dân. Chiếc ngang này vô cùng bí ẩn, không có ta dẫn đường không ai có thể đến được đó đâu đêm nay chúng ta sẽ đến đó, nhưng ta chỉ e là pháp lực của cậu không có đủ. Ông đừng lo, mấy năm nay tôi theo sư phụ hành tàu sang hồ, thu phục không biết bao nhiêu ác quỷ, nên pháp lực đã tăng lên rất nhiều. Tôi tin tưởng hoàn toàn vào năng lực của mình. Ông già nông văn đêm chỉ im lặng thở dài không nói gì, trong miệng liên tục cầu nguyện, sư phụ ơi. Ở đấy có linh thiêng xin hãy vuốt ve che chở cho cậu nhóc này bình an chứ còn sống dữ. Trong lúc đó tại ngôi nhà nhỏ ở Thái Bình, Thể Hưng đang ngồi dạng chân xem bói trên một chiếc bàn mây nhỏ, ngay dưới mái hiên. Bên trong nhà ngay chính giữa phòng khách là một điện thờ lớn hương khói vấn vương. Bên cạnh là mấy bà xồn xôn đang vừa bòm bẻm nhai chầu, vừa thì thào khe khẽ với nhau về gia đình chồng con. Sau khi xem xong trong một người phụ nữ trung niên Thầy Hưng mệt mỏi vươn tay với lấy ấm nước vối ở bên cạnh. Rót ra một cốc lớn đưa lên miệng chưa một ngụm lớn cho ngọt giọng. Khi ông đang đình cao giọng gọi tiếp người tiếp theo thì bỗng từ bên ngoài cổng có một bóng trắng lạ lướt tiến vào. Nhưng mà đến đầu sân thì mấy ông thần gươm giáo tua tùa đã phóng vọt tới vọt chéo hay thành loàn đào trước mặt chặn lại. Thế vậy người đó liền quỳ sụp xuống đất mà gào lên. Thầy ơi! Xin thầy hãy cho con vào nhà, còn có việc muốn cầu khẩn Xin thầy hãy giúp cho gia đình con Thầy Hưng chỉ như mày rồi phất tay Lúc này mấy ông thần mới dơ cao mấy thanh gươm lên Bóng trắng kia lập tức lướt vào trong phòng Rồi quỳ sụp xuống đất Khấu đầu lại thầy như tế sao Thầy Hưng chỉ mệt mỏi nói Ông là ai? Ở đâu mà đến đây tìm ta? Có chuyện gì cần giúp ông nói nhanh đi? Dạ con là Nguyễn Văn Tài sống ở làng Bình Lục, Hà Nam gia đình của con bị một con tinh ngự trên cây nhãn trước nhà quấy quả. Nếu thầy không ra tay, e là tất cả chúng nó đều phải chết thầy ơi. vừa lúc đó ở ngoài cổng bỗng vang lên tiếng xe máy, rồi có bóng của hai người đàn ông lối chừng 45-46 tuổi, ăn mặc lôi thôi, quần áo nhậu nhĩ, lao vào bên trong sân. Vừa vào đến nơi thì cả hai đã khóc nức nở, quỳ sụp xuống mà nói trong nước mắt. Thầy ơi, Thầy giúp chúng con với không chúng con chết mất thầy ơi. Khá cao mày thì hưng cáo lỗi với mấy người phụ nữ đang câu có khó chịu ngồi bên cạnh rồi nhẹ nhàng nói. Thôi được rồi. Hai cậu cứ bình tĩnh. Nào đưa lá chầu quả cau lên đây cho tôi xem. Đưa đầu mắt mệt mỏi nhìn lá chầu xanh mướt trong tay mấy lần rồi thầy đặt nhẹ xuống bàn kính. Tại lại với lấy con dao nhỏ dưới căn bàn bộ đôi quả cau mà trăm nghìn bên tay của thầy chợt vang lên một giọng nói lạnh lùng nhân quả tuần hoàn con không thể nhúng tay vào được đâu nếu không tình hình càng thêm bi đát đó nghe chưa khẽ thở dài thầy đưa mắt nhìn hai người đàn ông trước mắt ấn đường của cả hai người đều hiện lên những vết đen nhưng vẫn còn khá nhạt đưa tay lên bấm độn lầm nhầm tính toán thầy đặt con dao bổ cau xuống bàn rồi lôi hai lớp bùa vàng đoạn nói Gia định các ông đã chết mấy mạng rồi phải không? bẩm thầy thầy đoán đúng như thần nà, đúng là nhà chúng con đã chết mất ba người rồi. bẩm thầy thôi thế này đi. thầy hưng lên tiếng cắt đứt mấy người đàn ông lớn tuổi định nói. bây giờ anh cầm hai lá bùa này về, một lá thì dán đền chính giữa ở căn nhà thờ, lá còn lại thì dán trên bàn thờ tổ tiên ở trong nhà. đồng thời hàng ngày các anh phải kiên trì ăn trên niệm phật. Làm việc thiện xó thì một tháng hãy đến tìm tôi. Đến lúc đó thì tôi sẽ giúp. Nhưng mà thưa thầy, thưa thầy, thôi các anh về đi không tiện nhé. Nói rồi thầy Hưng không chú ý đến hai người đàn ông kia mà giơ tay với lấy ấm tích rót một cốc nước nóng. Tuy nhiên khi cốc nước chưa kịp đưa lên môi thì trái tim của thầy bỗng nhiên dồn dập như là ngựa phi. Đưa bàn tay run rẩy khiến cốc nước tuột ra khỏi đánh rơi cạch xuống nền nhà đưa tay lau đi mấy giọt mồ hôi lạnh bất ngờ túa ra trên trán rồi thầy liền run rẩy đưa tay lên bấm độn khuôn mặt của thầy càng lúc càng tái mét đi đứng dậy lảo đảo bước vào trong nhà đến kiểu phòng bếp dẫn lên cầu thang mới quay lại run rẩy rồi nói các bà thông cảm thầy có việc đột xuất các bà về đi hôm khác lại đến thầy xem tiếp nhé rồi không để ý đến các bà đang la ó ở bên ngoài, thấy bước vào trong phòng tóm lấy chiếc điện thoại mà liền run rẩy bấm số của sư cụ đàm. Sau mấy giây ngắn ngồi thầy chỉ mệt mỏi rồi nói Để biết rồi, cảm ơn sư huynh đã nhắc nhở Chỉ e rằng thằng học trò không biết trời cao đất dày của đệ đang gặp nguy hiểm Đệ phải đi đây cảm ơn huynh nhé Ngắt máy rồi lao thẳng đến bên lầu vào bên trong phòng thu xếp quần áo Gọi một chiếc xe du lịch Trừng chỉ hiên bái mặt thằng Tiến Có may là con đường mòn Nơi xe hơi không đến được kia Thầy lại gặp được mấy bác dân tộc tốt bụng cho đi nhờ xe Đến chợ gần nhất Rồi thầy cứ như vậy theo đốm sáng trên la bàn Mà trèo đèo lội suối Tiến về phía cánh rừng bật ngàn Của vùng lòng trào Mù Căng trải Từ lúc đó tại mỗi ngôi nhà sàn nhỏ của già làng Nông Văn Bình tròn vòn trên đỉnh núi gần lòng trào Mù căng trải Hải Anh và Tùng đang được già làng thiết đãi một bữa thịt rừng thú vị. Cả hai đều nâng cấp rượu ngô canh nồng lên, chêm một ngụm rồi nhăn mặt hạ xuống. Họ đã uống rượu bao giờ đâu? Già làng thế vậy thì không ép mà chỉ mỉm cười đôn hậu. Kìa mấy thầy ăn đi, ăn nhiều vào cho có sức mà chiến đấu với ác quỷ tối nay. Đây toàn là món thịt thú rừng mà bọn trẻ nhà tôi săn được đấy, còn tươi lắm đó. Ăn tối xong thì Tùng vươn vai rồi nói với Ngài Anh Trận chiến đêm nay sẽ vô cùng hung hiểm Mày là người bình thường nên ở lại đây chờ tin của tao Chứ nếu không đến lúc đó ta không đủ sức bảo vệ mày Mà mày xảy ra chuyện thì tao ân hận cả đời Rồi quay sang ông già làng cậu cúi đầu khẽ nói Xin phép già làng cho cậu bạn của con ở lại đây đêm nay Sáng mai xin phép đến đón cậu ấy về được không? Không sao, không sao. Cậu ở à lại đây thì uống chút rượu đào này cho ấm bụng đêm nay ngủ ngon. Vừa nói già làng vừa đứng dậy bước vào bên trong nhà. Đã sao bưng ra một cốc nước màu hồng nhạt thoang thoảng hương thơm. Hạ anh cái nhíu mày nhưng không tiện từ chối. liền đưa lên môi. Anh ngờ rượu rất ngọt lại ngào ngạt hương thơm. Khiến cho cậu khoan khoái vô cùng. Dốc hết chén rượu vào trong hầm rồi cậu lại tiếp tục ăn thịt thú rừng hầm trong chiếc tô sứ trước mặt liếc nhìn mọi người đã rời đi chỉ còn mỗi bạn mình vẫn còn cúi đầu ăn tùng chỉ nhíu mày rồi nhận một chén nước vối nóng hồi trong tay của già làng uống cạn khẽ liếc mắt bạn thêm vài lần nữa tùng khoác ba lô lên vai theo ông già tóc bạc băng rừng tiến về khu rừng nơi có cánh cửa hang quỷ kia từ đằng xa đã thấy một quần sáng màu đỏ tía như là đám mây máu khổng lồ từ lòng đất bắn lên tận trời Càng tới gần chiếc hang kia thì âm phong lại càng dữ dội, kèm với mùi thối rữa của xác chết và mùi tanh đồng của máu. Tại nơi cửa hang dẫn vào bên trong căn hầm quỷ ám kia, vốn vô cùng âm u tăm tối, thì lúc này lại sáng rực lên bởi rất nhiều những chiếc đèn lồng đỏ. Trèo cao thấp khắp trong và ngoài miệng cái hang kia, xung quanh là từng đạo quỷ ảnh lượn lờ. Không gian đặc quánh một mùi máu tanh và mùi tử khí âm trầm. Thế tổng tiến tới tất cả cùng nhe răng trợn to đôi mắt đỏ như máu mà lao về phía của cậu. Tuy nhiên Tùng chỉ nhếch mép cười thản nhiên rồi nói Mấy thứ nhãi nhép này mà cũng ở đây Vườn này múa vút với thầy sao Thật là múa rìu qua cửa lỗ ban Để thầy cho chúc mày đi đại phủ báo danh luôn một thể Rồi cậu lôi chiếc ba lô trên vai xuống Rút ra một lá bùa màu vàng nhạt Với những ký tự cổ ngoằn ngoèo bên trên kẹp lá bùa vào ngón tay trò cậu vừa chấp tay niệm một chàng chú ngữ rồi khẽ búng tay lá bùa xé gió lao vút đi bốc cháy đùng đùng tỏa ra một quầng ánh sáng màu vàng nhạt mấy con quỷ ảnh lúc này mới ôm đầu rú lên rồi đồng thời rơi xuống đất chỉ chờ có như vậy cậu rút trong ba lô do một chiếc bình xứ trắng khẽ niệm chú rồi tung lên cao chiếc bình tự động mở nắp rồi từ bên trong một luồng ánh sáng trắng bắn ra hút hết các bóng quỷ ảnh trên mặt đất vào trong rồi tự động đóng nắp lại và bay về trên tay của tùng thế vậy những chiếc đèn lồng máu kia lập tức rời ra khỏi dây buộc và đồng loạt xít gào ánh sáng đỏ lóe lên nhấp nháy vào lao về phía tùng trong tình thế cấp bách cậu rút trong ba lô ra một chiếc quạt lụa cắn đầu ngón tay vẩy ba giọt máu lên thân quạt rồi khẽ xòe ra phe vầy về phía những chiếc đèn lồng quỷ từ trên thân quạt những dòng chú ngữ cổ và chiếc cương bắt quái ở chính giữa thân quạt được vẽ bằng mực chu sa lập tức sáng bừng lên rồi tuôn ra từng đạo hào quang đánh mạnh về phía đèn lồng quỷ. Chúng lập tức cứng lại rồi đạm dần và lụi tàn rơi xuống đất. Tuy nhiên do số lượng quá nhiều mà một vài chiếc đã vượt qua được luồng gió linh lực từ quạt phép bay về phía của tùng mặt đốt cháy quần áo của cậu. Thậm chí cả một mảng riêng mép cũng lốn phốn cũng bị đốt cháy. Vừa thẹn vừa tức, tưởng hét lên một tiếng rồi rút ngay lá bùa màu tím từ trong túi áo ra, làm ầm niềm chú rồi khẽ búng tay. Lá bùa đón gió bay lên cháy ngồn ngột tỏa ra một luồng ánh sáng màu tím nhạt ấm áp nhu hòa. Mấy chiếc đèn lồng quỷ khẽ xít lên từng chàng chói tai rồi ảm đạm rơi xuống. Từng đốm lân tinh nhiều màu sắc như những đàn đom đóm bay múa đầy cửa hang tùng lại lôi lại chiếc bình xứ ra thu lại toàn bộ những đốm sáng linh tinh đó vào trong rồi mới thở dài từ tay vuốt mồ hôi lạnh đang chảy dòng dòng chim chán ngay khi cậu chuẩn bị cất bước vào hang thì một tràng tiếng bén nhọn vang lên như sấm dậy bên tai dậy từ bên trong lòng hang sâu thăm thẳm tối đen như là đường hoàng tuyền kia có một đốm sáng bay vụt ra đốm sáng bay đến đâu thì âm phong gào thét bay đến đó rồi tất cả côn trùng đều im tiếng ngay cả lá rừng cũng không ngừng lao sao không gian rơi vào một mảnh âm trầm tĩnh lặng như là một nấm mồ rồi đống sáng kia cũng tới gần lúc này tùng mới nhận ra đó là một con nữ quỷ toàn thân đỏ rực như lửa trên đầu nó mọc ra hai chiếc rừng nhọn hoắt và khuôn mặt của nó đỏ bừng lên với ngũ quan vặn vẹo vô cùng tà ác con quỷ lúc này đang ngồi trên một chiếc ngai được làm từ xương người trắng toát. Hai bên ngai là hai đứa con gái còn trẻ, áng chừng chỉ độ 15-16 tuổi, với một khuôn mặt trắng như đổ vôi. Hốc mắt đã bị khoét sâu chỉ cháy bùng lên những ngọn lửa đỏ rực vô cùng ma quái. Con nữ quỷ ngồi lên trên ngai chiếu thẳng đôi mắt chết chóc vào tùng mấy giây rồi hét lên. Thằng nhà pháp sư ở đâu mà dám vào tận cung đền của bổn vương mà gây sự, lại còn giết và hút hết linh hồn của các lính tốt của ta, có biết tội chưa? Con quỷ to gan, dám ở đây lộng hành tàn hại dân lành. Hôm nay bần đạo sẽ thay trời hành đạo, sẽ biết lũ yêu ma trả lại cuộc sống thanh bình cho những người dân vô tội. Còn quỷ ngồi trên kiều phá lên cười sẵn sặc ma quái, rồi nó lại chiếu đôi mắt từ thần vào tùng mà hết lên. Thằng nhãi danh miệng còn hôi sữa mà dám to gan thách thức ta, Ai cho mày cái lá gần đó ai cho Thay trời hành đạo là việc của những người tu đạo như chúng ta Không cần nói nhiều nữa tới đi Con nữ quỷ ngồi trên ngai khẽ nhếch mép cười nhạt Đoạn kéo phất tay với hai cô gái bên cạnh đoạn dít lên Được lắm chúng bay tới đi Được tuân lệnh nữ vương Hai cô gái trẻ nhún mình rồi khẽ bắt đầu bay lên Từ trong tay áo rộng của chúng Từ ngọn dài đen mịn như nhung từ từ bay ra rồi như là những con độc xà bay ảo ảo về phía của Tùng Cậu chỉ hờ hứng nhốn vai rồi tung trong một lá bùa màu vàng Có những ký tự màu đỏ loàng hoàng bên trên Khai điểm mấy câu chú ngữ lôi ra Rồi cậu đưa tay bắt ấn Đoàn chỉ vào những đám tóc như là đám tóc mây đen đang lao tới kia Lá bùa tiếp lên mái tóc rồi bốc cháy đùng đùng Hai nữ quỷ cùng hét lên từng chằng dày bén nhọn Rồi cùng thu mình lại hóa ra hai bộ tóc dài từ từ bay tới trên mình tùng cậu cũng không hề loạn mà chỉ khẽ nhắm mắt đọc pháp chú khi hai mái tóc quỷ tới gần từ trong tay áo của cậu phóng ra một sợi dây dù màu vàng ống sợi dây như là những con mãng xài chuyển lên trói nghiến chặt hai bộ tóc lại hai ả à cùng rú lên biến trở lại thành hai ả à nữ quỷ phun ra mấy ngụm quỷ huyết màu xanh rồi bị trói nghiến lại thành một đoàn dây trên mặt đất cả hai này cùng hướng đôi mắt cầu cứu về phía nữ quỷ trên kiểu. À lúc này cũng chỉ nhếch mép cười không cả thèm liếc hai kẻ tùy tùng lấy một cái, mà chỉ chầm chầm nhìn vào tùng hồi lâu, rồi từ đôi môi khô héo của à vén lên một nụ cười quỷ dị. Trẻ nhỏ dễ dậy, trẻ nhỏ dễ dậy, mày thú vị lắm, để bổn vương chơi đồ với mày một chút rồi sẽ bắt mày theo hầu luôn nha vừa nói à vừa đứng bật dậy vươn tay vào khoảng không rồi từ từ nắm lại tung về phía của tùng từng nóng tóc đen mượt mà như nhung từ tay của à phóng ra về phía của tùng hết bên phải rồi lại bên trái tổng lúc này không còn dám cười cợt nữa mà rút ra cây quạt phép rồi ra sức quạt về phía của à nữ quỷ chẳng bao lâu khuôn mặt cậu đã tái nhợt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng bên thái dương có lẽ đã trời chán à nữ quỷ bất ngờ nghiêng đầu mái tóc đen mượt của ả à sổ tung rồi lao nhanh về phía tùng trong tình thế cấp bách ấy cậu cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu lên chiếc quạt phép rồi quạt về phía đám mây tóc kia tuy nhiên do đã chiến đấu quá lâu công lực suy giảm cho nên chiếc quạt phép ấy chỉ ánh lên màu sắc vô cùng ảm đạm đám quỷ cốc kia chỉ dựng lên mấy cái rồi lại lao ngay đến chói nghiến lấy đôi tay của tùng à nước quỷ này mới ngờ cổ cười sằng sặc Cậu em trai Đến đầu hạ buồn vương đi nào đến đây Giờ à bất ngờ hát to miệng Từ bên trong một lọn tóc đỏ bừng như máu bay ra Khi lọn tóc dài kia sắp đông vào cổ của Tùng Thì một tiếng hồ đành thép vang lên Dừng lại cho ta Giờ một chiếc phất trần từ trên thinh không Phóng tới chặn ngang lọn tóc quỷ Khiến cho nó trở nên ảm đạm và rũ xuống À nước quỷ lúc này mới ngậm miệng thu lại lọn tóc rồi đưa đôi mắt từ thần nhìn xung quanh mà rít lên kẻ nào là kẻ nào đã phá chuyện tốt của tao ra mặt đi lúc này thể hưng với ba lô trên vai tay vung vẩy cây phất trần từ trong vùng bóng tối ở vạt rừng bên cạnh bước ra thầy hưng tới tùng mừng rỡ rồi hét lên sư phụ ơi cứu con với cứu con với thầy hưng chỉ khép mỉm cười đi tới phất trần quất nhẹ lên đám tóc đen đang trói nghến đến đôi tay của tùng từng chẳng tiếng thét trói tài vang lên như là đám tóc như có sinh mệnh từ từ rút về không để ý đến tùng đã rụi lơ vô lực ngã trên mặt đất thể hưng nhíu mày liếc con nữ quỷ đang ngồi trên chiếc ngai bằng xương kia mà nhếch mép cười nhạt không có bần đạo ở đây gà chó gì cũng có thể bắt nạt đệ tử cưng của ta lỗ ác quỷ chúng mày thật là cho bần đạo chết rồi sao hả con nữ quỷ khẽ nghiêng đầu nhìn thể hưng rồi phát lên cười Bồn Vương còn từng là ai? Thì ra lại là một thằng thầy pháp nhãi danh nữa đến đề nộp mạng sao? Không sao, Bồn Vương sẽ bắt cả hai thầy trò ngươi lại, rồi từ từ chơi đùa một thế. Ngày còn nữ quỷ gọi mình là nhãi danh, thể hưng mặt già đỏ ửng, nghiến răng chèo chèo mà rít lên. Mày giỏi lắm, chỉ là một con huyết quỷ con đạo hành mấy trăm năm mà cũng đòi hô to gọi nhỏ với bận đạo sao? Mày tới đây cho ông. À nước quỷ không thèm trả lời mà chỉ từ từ đứng dậy. Lúc này Tùng và thầy Hưng mới nhận ra. À chỉ có cái đầu lâu còn từ cổ trở xuống được kết hoàn toàn bằng tóc. À hét lên tình trạng ghê sợ. Rồi cái đầu khẽ đứt đời ra. Còn cả thân hình kết bằng tóc kia từ từ cao dần lên. Một mét, hai mét, ba mét. Đến khi nó cao tầm cỡ hai mươi mét. Thì bắt đầu xoay tròn rồi từ từ bay về phía thầy Hưng. Tuy nhiên thầy chỉ nhếch mép cười nhạt đoạn rút trong ba lô ra một lá bùa vàng kim. Khai mấy cầu pháp chú rồi thầy búng nhẹ tay. Lá bùa theo gió bay lên rồi tiếp lên bức tường thành khổng độ bằng tóc kia. Thầy Hưng tiếp tục tụng niệm gia trì pháp lực cho lá bùa. Một vòng hào quang từ ngỗ sắc bùa tỏa xa như bọn chiếc lồng khổng độ bao kín đám mây tóc khổng độ kia rồi từ từ đốt cháy Bên trong chất lòng pháp thuật ấy từng chàng tiếng quỷ khóc xói gạo dậy lên không ngớt. Tầm nửa nén nhang thì đám mấy tóc kia từ từ mất hết sinh khí. Ảm đàm sụp xuống hóa thành bụi mù tả tơi trên mặt đất. Từ bên trong hàng ngàn đống ánh sáng lên tinh bay phấp phới. Còn huyết quỷ chưa kịp há mồm hút về thì đã thấy thể hưng nhanh tay rút ra chiếc lọ xứ. Hốt đế tám linh tinh vào bên trong rồi quay lại nhìn nữ quỷ. Con huyết quỷ lúc này đã bị chồng giận thực sự, nên lồng lộn rít lên trên kiệu. Nhưng thể hưng chỉ cười nhạt, khe ngón tay giữa vẫy ba giọt máu lên cây phất trần rồi khẽ vung về phía đức Tầng nào ánh sáng màu đỏ tía như những mũi tên bén nhọn bắn về phía trước ngay xương. Con hồng quỷ rú lên mấy tiếng tạm thiết rồi bay vút lên cao. Vừa lúc mấy đạo ánh sáng từ đôi phất trần đánh tới, khiến chiếc kiệu nổ tung. Còn huyết quỷ gầm lên đầy giận dữ, nó xoay tròn trong không trung rồi hóa thành một cái mái tóc dài đỏ tươi như máu. Mái tóc kia xoay tròn trong không trung như là một cơn lốc. Vùng ra rất nhiều huyết tương, rồi cơn mưa máu ấy tụ về lao nhanh về phía thầy Hưng. Thầy lạnh lùng rút trong tay áo ra một chiếc bình lục xứ, rồi giúp ngược miệng liên tục đọc chú ngữ. Từ bên trong xuất hiện một đàn côn trùng đông không kể xiết, chúng lao vào giữa cơn mưa máu kia rồi cắn nuốt. Chẳng bao lâu sau thì cơn máu kia đã ngưng lại giữa không trung, rồi như bị bầy côn trùng kia cắn đốt hết. thể Hưng lại niệm chú làm phép thu bầy côn trùng vào bình, rồi lại chống cây phất trần nhìn à nữ quỷ mà nhíu mày. Mày đã phụng bó tay chịu chói chứ? Còn huyết quỷ rít lên, nó dồn hết quỷ lực thù mái tóc lại thành mũi tên máu mà phóng vút về phía của thầy Hưng, trong giây phút sinh từ đó thầy cắn đầu lưỡi phun với giọt máu lên cây phất trần rồi đánh mạnh tới đồng thời từ chắn của thầy cũng bắn ra hai đạo ánh sáng mỗi tên máu dừng lại giữa không trung mấy giây rồi ảm đạm dây xuống biến trở lại thành bộ tóc máu tức thì thầy hưng móc ra chiếc khăn lụa tung lên chiếc khăn đón gió hóa thành một chiếc lồng phép giam cầm bộ tóc vào trong bộ tóc máu lúc này lại dùng mình mấy cái nữa trở lại hình dáng của huyết quỷ từ bên trong lầm phép từng luồng âm hòa bốc lên cuồn cuộn đốt cháy oán nghiệp của ả à. ả à lên ra sức dãy giụa tuy nhiên là càng dãy thì chiếc lồng càng siết chặt hơn Thế hưng lại ngồi xuống vùng cây phất trần quất nhẹ lên rồi niệm chú gia tăng công lực cho âm hòa ngọn lửa trên thân nước quỷ bùng lên chuyển từ đỏ sang xanh vàng rồi trở về màu đen thuần túy lúc này ả à đã biến lại trở thành một người phụ nữ trẻ tuổi tầm 25-26 tuổi với cái bụng nhô cao đang ngồi ủ rũ ở bên trong. Thầy Hưng lúc này mới niệm chú, tức thì là chiếc hà lồng phép bay cao biến trở lại trong chiếc khăn lụa bay về phía tay của thầy. Lúc này thầy tiến tới ngồi xồm xuống bên cạnh mà khẽ hỏi. Vòng kia nghe ta hỏi, chết khi nào mà không chịu đi địa phủ đầu thai lại luận quần ở đây để hại người? Có oan tình gì thì khai cho rõ Nếu có nửa phần gian dối Đừng trách sao bần đạo ra tay độc ác Đánh cho hồn phi phách tán Bẩm thầy tôi tôi không dám Tôi vốn tên là Nông Thị Tuyết Sống cách đây có mấy ngọn núi Năm kia tôi gặp nạn đói rồi thổ phì hoành hành Cho nên thầy vợ cả tôi bị trúng cướp của mà giết chết May mắn sao mẹ con tôi đi rừng cho nên tránh được một kiếp cứ như thế hai mẹ con tôi băng rừng vượt suối đến ngôi làng nhỏ này Thì mẹ tôi cũng bị đói mà kiệt sức chết Tôi được gia đình già làng nuôi dưỡng làm kẻ sai vật trong nhà Tuy nhiên đến năm 14 tuổi Chổ mã thành một thiếu nữ xinh đẹp Thì lão già làng giờ trò ve vãn tôi Cả nói nếu tôi chiều lão thì sẽ cho tôi làm bà bé Tuy nhiên tôi kiên quyết phản đối một ngày kia bà và cô chủ đi vắng Các uống rượu trong bàn về liền để tôi ra làm nhục Cứ như vậy nhiều ngày liên tiếp Cứ bao giờ bà chủ đi vắng Thì lão lại lôi tôi ra để thỏa mãn Cho đến một ngày tôi biết mình có thai Nhưng gã lại không nhận và nói với dân bạn rằng tôi chữa hoang với quỷ Cho nên sai dân làng chặt đầu tôi Hứng máu cho vào một chiếc bình Thân xác của tôi thì chúng vào rừng trong buông thú gặm nhấm còn biết đầu thì phong ấn lại chính vài máu mà chúng mới hứng được. Cứ như vậy hồn phách của tôi lơ lửng trong vài máu không biết qua bao lâu. Cho đến khi gặp Đức Ông, Ngài đã cứu tôi cho tôi pháp lực để trả thù những kẻ đã hại mình năm xưa. Ta sẽ trả thù cả cái xã hội thối nát này. Thầy Hưng thở dài, nước nhìn nữ huyết quỷ đoạn nói. Ta biết mảnh của mày khổ bị đầy đọi trong bể khổ trần gian nhưng thôi, oan hoàn, hoàn từng báo nhân quả tuần hoàn đến bao giờ mới kết thúc. Buông bỏ cho người cũng là buông bỏ cho mình. Hơn nữa những kẻ hại mày đã bị giết hết rồi. Vậy bây giờ mày có đồng ý theo tao lên chùa tu tập để sớm ngày tìm được con đường cứu rỗi không? Nước quỷ yên lặng cúi đầu không đáp. Thể hưng mỉm cười rút chiếc bình xứ ra. Bỗng nhiên một tiếng hét trói tài vang lên. Rồi từ xa vang vẳng đến tiếng tù và dồn rập rồi từ trên không trung một bàn tay khổng đồ vươn ra tóm lấy hết huyết quỷ mà kéo lên chẳng mấy mà bầu trời đã yên tĩnh trở lại chỉ còn tiếng nói quỷ dị thằng thầy pháp khốn kiếp ta còn trở lại ta còn trở lại thầy hưng chỉ biết dầm chân thở dài thu lại đồ nghề cho vào ba lô rồi tiến tới móc ra một viên thảo dược màu xanh nhạt cho tùng nuốt vào rồi giúp cậu vận công đả thông kinh mạch Mấy phút sau thì khuôn mặt của cậu đang hồng hào trở lại. Thầy mới đứng dậy khoác ba lô lên vai. Thôi trở lại tìm người bạn của con rồi về thôi. Tùng ngoài ngoài đứng dậy theo chân của thầy về lại ngôi làng nhỏ trong cánh rừng thưa. Lúc đi ngang chân núi thì có một nếp nhà tranh đổ nát nằm đép mình dưới gốc cây vân sam khổng lồ. Nhờ đến đồng lão tóc bạc nông văn đềm, cậu liền dạo bước tới gần, Tuy nhiên căn nhà gỗ kia đã bị sưng gió thời gian bào mòn, chỉ còn trơ lại cây cột kèo gỗ và bên cạnh sừng dững một ngôi mộ đá với tấm bia đề, nông văn đềm chi mộ. Chiếu từ ngày mất ghi trên mộ bia cho đến nay, cũng đang ngót nghét hai chục năm. Tùng xứng sở con người như muốn lọt ra khỏi chồng. Bóng từ đâu trong ngôi nhà đổ nát, một trận gió lạnh bốc ra. Kèm theo đó là từng tiếng thị thảo đứt quãng, Bao nhiêu năm nay linh hồn của ta luận quần ở đây để chờ kẻ đủ tài đủ đức kể cho họ nghe câu chuyện trên. Rồi nhờ họ giúp giải quyết mối ưu phiền của thầy trò ta. Cảm ơn tiểu huynh đệ đã ra tay trưởng nghĩa. Bây giờ ta có thể thanh thản xuống hoàng tuyển. Ta đi đây. Hẹn kiếp sau gặp lại ta sẽ báo đáp. Làn gió kia vi vu xa dần rồi mất hút vào cánh rừng bạt ngàn phía bắc. Tùng ngẩn ra vài giây rồi nhìn thấy lắp bắp Lẽ nào thì ra người mà con gặp hôm qua lại chính là... Thầy Hưng chỉ mỉm cười khẽ gật đầu. Lúc này tiếng rừng đã lao sao tiếng gà rừng gáy báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu. Khẽ liếc nhìn cậu học trò cưng vẫn còn đang ngẩn ra bên cạnh. Thầy mỉm cười từ ái mà nói. Thôi đi, đón bạn con đi không để cậu ta nằm trên nền đất lạnh cả đêm dễ bệnh lắm. Sao lại nền đất? là con bảo cổ ta ngồi tại nhà của gian lang mà thấy. Thầy Hưng chỉ mỉm cười không đáp tiến về phía trước. Tùng lẽo đẽo theo sau, rồi cậu bỗng dứng sợ gần như hóa đá. Khi thấy Hải Anh đang nằm ngồi trên một thảm cỏ mềm mại. Xung quanh là rất nhiều mộ mà ngang dọc nhấp nhô. Cậu phóng tới gần thì nhận ra một tấm bia mộ bên cạnh nơi Hải Anh ngồi có đề hàng chữ. Nông Văn Bình chi mộ. Tùng xứng sợ như là muốn hóa đá tại chỗ, Bảo sau đêm hôm trước và cả ngày hôm qua Khi còn ở trên nhà sàn của ông già làng Cậu cảm thấy có gì đó sai sai Giờ sâu chuối lại mọi việc cậu mới nhận ra Đúng, ngọn lửa trong lò luôn đỏ rực Mà lại không hề có độ ấm Lúc đó già làng nói sao nhỉ ẩm khí vùng này quá vượng Nên át hết thần lửa rồi Trong nhà tuy vô cùng sạch sẽ Lại luôn có mùi thối giữa ẩm mốc Như có như không Nhưng mà Chồng đưa tay lên gái ót rồi lắp bắp hỏi Sư phụ Người cũng biết là con bẩm sinh đã có đôi mắt âm dương Tại sao con ở trong nấm mộ với vong linh mà không biết Rồi cả mái tóc quỷ con cũng khó khăn lắm mới nhìn ra Có khó gì đâu Con không nhìn ra quỷ huyết ẩn sau mái tóc Là vì pháp lực của con còn hạn chế Mặc dù con là thiên tài tu đạo Bấy lâu này lại chơi lười không chịu nghe lời của thầy chăm chỉ tu luyện phải không? Tổng xấu hổ gãi tài ấp úng Mấy nay con bận học thì liên miên mà thầy Còn cái làng hoa này Và cả vong linh ông thầy giữ hàng quỷ kia nữa Ông thầy hưng lên tiếng cắt ngang Câu nói ấp úng của Tùng Con không thấy được là vì Ở đây âm khí đã bị che giấu Một cách hoàn mỹ Bởi một trận pháp của người tàu Hiện đã bị thất truyền Ngay cả ta thuật đầu cũng suýt chút nữa Bị đánh lừa Con xem đây Từ ngôi mộ của già làng nông văn bình Thầy Hưng bấm đốt ngón tay tính toán, rồi sai từng bước đi phía trước hai mươi bước, lại bước sang tay phải thêm mười lăm bước rồi giật lùi lại bảy bước. Ngày chú cậu đứng, thầy Hưng đào lên một cái bọc nhỏ, rồi tại cái hố đó thầy lại đào thêm mấy cái hố nữa theo hình chòm sao. Lôi trong ba lô ra một chai nhỏ, thầy dốc thứ chất lòng màu đen bên trong chai kia thẳng xuống cái hố đã đào. Một chàng tiếng ngét chói tai vang lên, rồi từ khắp bãi mà một vòng ánh sáng đen từ từ bốc lên, càng lúc càng đậm đặc như là hệt một đám sương mù màu, màu đen. Đám sương mù đó lan dần vào trong trận rừng sâu thẳm đến phía ngôi nhà của ông Mo già canh hang quỷ. Từng trận âm phong lạnh lùng giết lên quét tới. Chỉ chưa đầy 15 phút, đám sương mù màu, màu đen kia từ từ tản đi, Thầy Hưng chăm chú nhìn vào miệng hố chính giữa rồi thầy chắp tay sau lưng, đi tới đi lùi thở dài sườn sượt. Thấy vậy Tùng có chút tò mò hỏi. Chúng ta đã phá được hang quỷ, tiêu diệt được quỷ tóc sao thì còn chưa hài lòng? Chúng ta đã chậm một chân rồi. Theo ta tính toán thì cái đầu lâu con quỷ huyết kia hẳn là được chôn tại đây. Tuy nhiên có kẻ đã mang nó đi rồi. Bảo sao ta cứ thấy ngạc nhiên là tại sao Trần niệm tốn nhiều công phu tâm huyết như vậy Lại bị ta dễ dàng phá giải như vậy Thế ra là như vậy Dù sao ta cũng đã phá đi một phần tâm huyết của kẻ kia Chắc còn lâu nữa mới dám gây ra sự Sao thầy không mở bọc đen kia ra biết đâu Nói rồi Tùng vào nhanh nhẹn mở cái bọc đen thầy mới đảo lên Nhưng bên trong chỉ có đất vàng và bột đồng xu cổ mà thôi Khuôn mặt của cậu thoáng trùng xuống mấy phút rồi hỏi nhỏ vậy vậy đồ tùy con ăn hôm qua và cả chén rượu anh đào thằng bạn con nó uống có không sao đâu đó đều là linh đơn thảo dược các ngài ấy cho để hai đứa mày tăng công lực nếu không có chén rượu kia thì thằng này đã chết rồi vừa nói thầy hưng vừa đến vỗ nhẹ vào sau lưng của hải anh cậu ta ở lên mấy tiếng rồi há mồm phun ra một ngụm máu với mấy sợi tóc lẫn bên trong Lúc này cậu mới mở mắt giáo giác nhìn xung quanh rồi la lên. Ôi dồi ôi, sao tôi lại ngồi trên nấm mộ như vậy? Nhà ông già làng đâu rồi Tùng ơi? Ơ, ờ, còn đây là ai? Ta là sư phụ của thằng này. Cậu có thể gọi ta là thầy Hưng. Chuyện dài lắm để nói sau đi. Bây giờ hai đứa thử nhìn xem chúng ta đang ở đâu. Hải Anh đưa đôi tay run rẩy lên rồi mắt mấy lần rồi cậu ta la lên. Ôi già ôi nhớ ra rồi Tùng ơi. Đây, đây chẳng phải là bãi mà ở lưng chừng ngọn núi gần khu resort nhà Hồng mới mở hay sao? Được đúng rồi may quá. Thôi chúng ta về xem tình trạng của cô người yêu bé nhỏ của mày ra sao đi. Khi mà cả bọn về đến khu resort, theo con đường nhỏ tiến đến khu nhà gỗ biệt lập của ông bố Hồng đang dành cho cả nhóm. Mới đến đầu dãy nhà đã nghe tiếng ồn nào huyên náo từ bên trong vọng ra. Hoàng sợ hải anh tung chân chạy vào thì đã thấy hoa toàn thân run rẩy nấp vào gầm giường miệng liên tục la hét các người cút đi đừng lại gần tôi cút hết đi lúc này bố mẹ của cô hồng bích và cả ông bà bố mẹ của hồng đều đứng xung quanh ra sức khuyên nhủ bà quý nước mắt lưng chồng đưa tay tới phía trước rồi nỉ non không sao đâu con có bố mẹ đây rồi không ai có thể làm hại con đâu nào gái ngoan lại đây lại đây với mẹ nào không các người cút đi cút hết đi cho tôi tôi không cần ai cả cút đi hải anh lúc này mới sững sờ tiến đến gần nhìn vào bên trong toàn thân hòa tím tái ngang dọc rất nhiều sợi mảnh như là sợi tóc vằn vện dưới da và cả trên khuôn mặt còn mái tóc trên đầu cô ta đã thối giữa loang lộ rất nhiều dòi bỏ và nước bốc mùi thối giữa vô cùng tưởng lợm anh ôm lấy trái tim đầu nhói của mình chạy vội ra bên ngoài mà hét lên thầy hưng ơi tùng ơi sao lại như thế này Cứu, cứu bạn con với thầy ơi. Sao vậy? Tiếng của thầy Hưng ồm ồm vang lên. Con dài con đứa hở ra là khóc là sao? Để ta xem nào. Đợt tay phú phàng đầy mấy cô phục vụ đang lao sau bên cạnh. Thầy Hưng rào bước vào trong phòng. liếc nhìn đôi mắt vằn vền tia máu đang long lên giận dữ cổ hoa mà đánh cái thở vào nhẹ nhõm. Còn tốt, may mà về kịp chứ không chỉ 10 phút nữa mà sẽ bị cắn nuốt đến không còn gì. Vừa nói thầy vừa chắp tay bắt quyết rồi cắn ngón tay bôi chút máu lên hai đầu lông mày. Từ chán của thầy tỏa ra một quần sáng màu làm nhạt nhu hòa bay về phía hoa. Cơ thể cô gái như là bị phong đôi đánh trúng, khẽ dần lên mấy cái liên hồi, rồi từ từ bỏ ra ngoài. Thầy hưng lấy trong tay nải ra một viên thảo dược màu xanh nhạt, rồi bất ngờ bốc miệng của hoa nhét vào. Cô gái là liền thất thành rồi há to mồm phun viên thuốc phép ra ngoài, nhưng thể hương vỗ nhẹ lên ót cô gái khiến viên thuốc thành công trôi xuống cuống họng hoa hét lên một chàng thất thanh rời gục xuống liệm đi bà quý thấy vậy thì hoảng hốt muốn nào đến mà hét này này ông là ai ông đã làm gì con tôi vậy hải anh thấy vậy thì vội tóm lấy tay của bà lôi lại nói nhỏ dì đừng lo thầy ấy là sư phụ của bạn con một thể pháp vô cùng cao tay và có tâm thầy ấy đang giúp em đấy dì đừng sợ thầy hưng không để ý đến hành động của bà quý mà gọi với ra sau có ai đó không kiếm cho ta một chén nước ấm lại đây nào nhanh lên một chút chỉ mấy giây sau cô phụng vụ phòng đáp ứng đến một chén nước ấm thầy hưng đón nhận lấy rút ra trong túi một gói bột màu trắng đục bỏ một chút vào chén nước thầy lại rút ra thêm một lá bùa màu tím nhạt khi kèm ngón tay trò miệng lẩm bẩm niệm chú rồi búng vào chén nước lá bùa bốc cháy đùng đùng rồi tàn cho tan ra ngay trong nước chai nước bóng rồi lên sùng sục như là đun trên bếp lửa tầm mấy phút tỏa ra một mùi thơm hăng hắc rồi nước trong chén bỗng nhiên chuyển sang màu tím nhạt lúc này mới thích hài lòng rồi khẽ mỉm cười say tùng và hại anh đưa đến miệng cho hoa uống sau mấy phút hoa bỗng trộm dậy hát to mồm phun ra búng máu với rất nhiều tóc bên trong lúc này cô gái mở to mắt vằn vện tiêu tìm... nhìn bà quý nàng nước mắt ngắn dài bên cạnh mà thiều thào đứt quãng mẹ ơi cứu con với có con quỷ đó nó muốn giết con nó nói là tổ tiên con vốn là già làng đang hại đời nó rồi còn giết nó nên nó muốn trả thù nó sẽ giết tất cả nhà mình đó mẹ con nói cái gì sao lại vậy gia đình mình vốn sinh ra ở thủ đô sao lại liên quan gì đến già làng rồi lại giết ai chứ mẹ không hiểu có đấy ông phú khé thở dài im lặng mấy giây rồi ấp úng bảo sao mà ông bà nhà tôi kể từ khi mà tôi còn nhỏ đã cấm tôi về vùng này thì ra là vậy tôi nghe bà nội tôi kể tổ tiên của mình đã từng sống ở yên bái thì ra là vậy nếu không thì tôi đã đầu tư xây khu resort trên này lâu rồi chỉ là vẫn lấn cấn vì lời răn của ông bà ngày xưa nhân quả báo ứng quả là không sai Thế bây giờ ông bà chuẩn bị cho tôi một thùng nước tắm bằng vỏ bưởi khô, gừng tỏi, bỏ tim nắm thảo dược này vào nữa. Vừa nói ông vừa lôi trong ba lô ra một nắm lá khô có thân màu tím và phiến lá hình răng cưa màu đỏ. Chẳng bao lâu thì thùng nước thảo dược đã nấu xong. Thế Hương lúc này mới đi tới đi lôi xung quanh điểm chú, đoàn vứt trong thùng nước thêm một chút bột nhỏ rồi mệt mỏi nói. Thế được rồi, cho cô ta ngâm mình đi nhớ cho ngâm đến ngập cổ, mà mấy người nên bố trí người đứng bên cạnh, nếu cô bé có đứng dậy thì phải ấn trở lại, nhịn ngâm đủ 30 phút. Đúng như lời thầy Hưng đã nói khi mà cơ thể cô Hoa vừa ngập tràn trong bồn nước phép, cả cơ thể cô đau như là có hàng ngàn mũi kim đâm vào người. Hoa đầu đớn nét lên rồi đứng bật dậy. Nhất lời thầy dặn mấy cô phục vụ lập tức ấn hoa xuống, cơ thể sau tầm 30 phút thì hoa mới từ từ là đi rồi ngất lịm lúc này thể hưng mới ra lệnh đưa cô ra ngoài mọi người lúc này mới hoảng sợ thất sắc khi nhìn thấy bồn tắm đầy nước đã chuyển sang màu đỏ tía với rất nhiều những nọn tóc đen nổi lềnh bềnh bên trong thể hưng lại ra lệnh cho mấy cô gái giúp hoa gội đầu gột hết mớ tóc rối và rồi bỏ mù ở trên đầu cô rồi lôi ra gói thảo dược sắc lên đầu sáng hôm sau thì hoa đất tỉnh lại mái tóc cô đã trở lại bình thường như lúc ban đầu chỉ có khuôn mặt vẫn còn đôi chút tái nhợt theo lệnh của thầy hưng và quý đã cho nấu một chén nước cừng tỏi đừng phèn cho hoa uống rồi cả bọn lại lên xe về hà nội trên con đường núi treo leo khi cả bọn mệt mỏi ngã ra xe mà gật gù thì tùng đã chồm dậy rồi hét lên thôi chết rồi thầy ơi ba hồn ba vía cậu bé bị mất rồi đừng lo ta đã thu hồi lại rồi thầy hưng mỉm cười đưa một lá bùa vàng ra vẫy vẫy rồi nhắm mắt ngủ tiếp tùng lúc này xấu hổ gãi cái đầu lầm nghĩ mình mới học được chút đạo pháp đất tự kêu cho là trò giỏi hơn thầy không ngờ mình còn xanh và non lắm còn thua lão cáo già kia nhiều sao về đến hà nội chia tay gia đình ông phú và gia đình ông bình bố mẹ của hồng rồi hải anh đứng ở đầu đường rút phôn ra gọi mấy phút sau chiếc xe hơi sang trọng từ từ dừng lại bên vệ đường phố Đặng Thái Mai. Cả bọn lên xe hướng thẳng về phía chùa Linh Quang mà tiến tới. Lúc này đã qua giờ tụng kinh nên sư cổ thích đàm thanh đang ngồi trong chai phòng uống trà nói chuyện với bà Hải. Nghe tiếng bước chân lẹt quẹt từ xa vọng lại, bà Hải đưa mắt nhìn ra rồi thất thanh kêu lên. Sởi đất ơi thì ra là cậu, cậu Tùng. Cuối cùng cậu cũng đã trở lại. Cô mong cháu mãi. Cô đừng lo, thầy cháu sẽ giúp cho em mấy ngày bây giờ. Nghe Tùng nói sư cụ mới quay lại Đến đôi mắt hiền từ nhìn thể hưng ghép mỉm cười Chà chà lâu nay đệ bận vân du bốn bể trừ ma vệ đạo Nên không có cả thời gian ghé thăm huynh nữa Sư huynh đừng trách Thế hưng ngượng nghịu cười Chỉ vì đứa học trò không nên nít này Nên đệ mới phải buôn tàu vất vả Thôi đệ đệ cứu đứa nhỏ này rồi ta sẽ hàn huyên sau Phất lờ tùng tăng dấu môi không phồm đứng bên cạnh thầy hưng tiến tới vén vành mắt của đứa bé lên kiểm tra sau đó móc ra một viên thảo dược màu xanh đặt lên trên miệng của đứa bé rồi lại đặt ngón trỏ lên cổ của nó niệm chú Thức thì viên thảo dược rực sáng lên rồi từ từ trôi xuống hỏng của đứa bé Thầy khuôn ngực của nó bỗng sáng lên một ánh quang màu đỏ tía thầy hưng với tay vào trong ngực áo của đứa bé lôi ra một sợi dây chuyền đá đỏ chăm chú nhìn và hai lúc này mới tiến lên để giải thích. đó là vật gia truyền mà các cụ nhà tôi để lại. từ nhỏ thằng bé tùng anh này đã luôn ốm yếu nên tôi phải đeo nó cho thầy. thì ra là như vậy. luật nhân quả sẽ không sai bao giờ. thầy hưng chật chật lưỡi đoạn đôi trong ba lô ra một lá bùa màu vàng dán đen trắng của tùng anh. giờ ông chắp tay trước ngực niệm một đoạn chú ngữ và quất nhẹ đưa phất trần lên đá bùa. Từ lá bùa mấy đốm sáng lập tức bùng lên rồi thầm thấu vào chán cậu bé. Mấy phút sau cậu bé trồm dậy là hết trói tay. Thầy Hưng khẽ vỗ nhẹ lên mi tâm mấy cái thì cậu bé mới từ từ dịu xuống. Đưa đôi mắt sợ hãi đứt nhìn mấy người lạ mặt xung quanh rồi nhào về phía cổ bà Hải mà miếu máu. Bà ơi, có cô gái áo hồng ấy cứ bắt con đi theo. Con không chịu được thì cô ấy đánh con con sợ lắm. Con đau lắm bà ơi, cô ấy bảo là bắt mẹ con và em bảo thi đi rồi bà ơi không sao bà hải tiến đến ôm thằng bé con vào ngực mà đau lòng nói không sao có bà ngoại đây từ nay bà ngoại sẽ không để ai bắt nạt con nữa ngoan nhé sáng hôm sau thì hưng giao lại chiếc bình xứ có chứa phong linh cho sư cụ đàm thanh giúp niệm kinh siêu độ xong rồi mới tạm biệt đeo ba lô lên vai hải anh muốn lái xe đưa thầy về tận nhà ở Thánh bình nhưng thầy kiên quyết khước từ khi cả bọn đã dàn đến bến xe khách Hà Nội Thái Bình, thầy mới sốc lại ba lô, chịu mến nhìn cậu học trò cưng rồi thở dài. Công lực con còn yếu lắm, dáng dành thời gian mà ngồi thiền và tu luyện đi. Thầy có vướng chút việc phải về. Tháng sau nghỉ Tết về rồi đi trừ con tinh ở Hà Nam với thầy. Thôi thầy về kẻo muộn. Nhìn bóng của thầy mệt mỏi lên. rồi con sen lặng lẽ lăn bánh rời đi, mà tùng theo khóe mắt của mình ươn ướt. Cậu nhìn theo rồi tự nhủ, còn hứa sẽ chăm chỉ tu luyện không để thầy vất vả nữa đâu còn hứa thưa quý vị bộ truyện mái tóc bị nguyền rủa đến đây là kết thúc xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo